mỗi một người nghệ sĩ khi đến sẽ mang đến những câu chuyện và mỗi tác phẩm sẽ mang đến những thông điệp ý nghĩa dành tặng cho khán giả. Tuần này ai sẽ cùng đến với chúng ta? Hãy cùng đến với Studio H9 hẹn cuối tuần. Bạn quá dị và thậm chí là hơi tự cao, tổn thương quá, hơi ngạo mạn. Cho nên đó chính là lý do vì sao em rất ít khi nào em nhận talk show. Bạn có thấy mình giống Tùng Dương không? Không, em thấy em đẹp hơn ảnh nhiều. Anh Dương, em đẹp hơn anh nhiều. Em có ý đó ở đây đó anh. Tôi đang rất là muốn nói tới xe buýt ở Việt Nam. Yeah, hùng thần đó anh. Hùng quá thần sợ. Xa lộ luôn á. Tình trạng tình cảm hiện tại của Trúc Nhân. Em nghe xong anh, em lúc đó nhìn anh Phong ơi, anh Phong ơi, anh Phong. Em cứ ngồi em làm vậy hoài luôn á anh. Quý vị khán giả thân mến, ở đầu tuần lễ này thì Tùng sẽ chia sẻ với quý vị một việc. Đó chính là Tùng là người rất là thân thuộc với các bạn sinh viên, đặc biệt là các đội văn nghệ của các trường đại học. Và khi mà đến với các đội văn nghệ thì một trong những nhân vật mà các bạn rất mong muốn được gặp gỡ, được giao lưu thì đã có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với ca sĩ Trúc Nhân. Xin chào anh Tùng Leo cùng tất cả quý vị khán giả. Chắc cũng đã rất là lâu rồi Trúc Nhân mới chịu xuất đầu lộ diện. Tại vì cái khoảng thời gian vừa qua thực sự là nó là một cái khoảng thời gian mà kiểu là bế quan để mà luyện công á anh. Rồi luyện xong chưa? Em luyện được một cái rồi. Còn bây giờ chuẩn bị ra thêm cái nào. Dạ chuẩn bị đang chuẩn bị. Ào ạt ào ạt luôn phải không? Ào ạt. Vô trước đi đã, chúc mừng em đã quay trở lại với cuộc đời. Trước khi mà cùng đến với từng giai đoạn khác nhau của ca sĩ Trúc Nhân thì chúng ta vẫn theo format của chương trình. Xin mời quý vị cùng đến với 5 câu hỏi nhanh dành cho Trúc Nhân để khởi động. Năm câu hỏi nhanh dành cho Trúc Nhân như sau. Câu hỏi số 1, bài hát đầu tiên của bạn. Đông. Câu hỏi số 2, ca sĩ yêu thích nhất của bạn. Beyonce, Thu Minh. Câu số 3, tác phẩm âm nhạc ưng ý nhất của bạn. Thật bất ngờ. Câu số 4, điều thích nhất và không thích nhất ở chính bản thân mình. Điều thích nhất đó là kỹ tính và đó cũng là điều em không thích nhất. Ồ. Câu số 5, thông điệp xã hội đang muốn nói nhất hiện nay. Suy nghĩ của tuổi trẻ. Ok. Kính thưa quý vị, đó chính là 5 câu hỏi nhanh dành cho Trúc Nhân. Và như quý vị luôn luôn biết là câu hỏi nhanh để làm gì ạ? Để phát thảo một cái chân dung nhẹ nhẹ cho quý vị thấy nhân vật của chúng ta như thế nào. Hồi nãy bạn nói rằng là Beyonce và Thu Minh là hai ca sĩ mà bạn yêu thích nhất. Tại sao ạ? Em vẫn còn nhớ là cái khoảng thời gian khi mà em học lớp 6, lớp 7 á, thì lúc đó em coi được cái bài Check On It của Beyonce. Thì em cứ canh đêm, canh ngày cái bảng xếp hạng Billboard nó chiếu lên trên đó để mà mình được coi lại cái bài đó. Hồi trước em đâu có biết là online, đâu biết internet là này kia đâu anh. Đúng rồi. Thì sau khi mà em xem Beyonce, em ấn tượng với bài đó xong thì em cũng chưa có ấn tượng gì nhiều với lại cái giọng hát của cô này hết. Cho đến khi cái bộ phim Dreamgirls vào năm em học lớp 9, thì cùng lúc cái bộ phim Dreamgirls ra là cái album Thiên Đàng của chị Thu Minh cũng ra. Vậy là hai cái giọng hát nó cùng một cái mà như em mong muốn đó, toàn là giọng nữ cao kịch tính và có cái power trong giọng hát, thì lúc đó nó đã khai sáng cho em rất nhiều ở cái gu âm nhạc. Nghĩa là bắt đầu từ năm lớp 9 là bạn cũng có mơ ước trở thành ca sĩ luôn. Đúng rồi anh. Từ nhỏ luôn chứ không phải lớp 9 đâu. Năm lớp 9 chắc nó bùng cháy nhiều hơn. Dạ, năm lớp 9 bùng cháy nhiều hơn. Thậm chí đến tận bây giờ khi mà mỗi lần em cảm thấy rằng là em bị down mood hoặc là em không biết làm gì để cho cái sự yêu nghề nó trỗi dậy thì em coi Beyonce biểu diễn. Đúng. Một người mà mình nhìn vô là mình thấy là có cái cảm giác giống như là nếu như mình mà buông tay ra với cái đam mê của mình là mình có lỗi vậy đó. Đúng rồi. Tại vì cái con người đó tỏa ra một cái sức cuốn hút mạnh mẽ, đặc biệt nhất là cái nguồn năng lượng mà dành cho cái đam mê của mình. Đúng không? Rồi tới kỹ lưỡng, tại sao em lại ghét sự kỹ lưỡng? Em ghét cái sự kỹ lưỡng này tại vì có đôi lúc em kỹ nó bị vô lý luôn anh. Có nghĩa là có những cái mình không có cần phải quá xét nét thì em lại quá xét nét. Thì đâm ra một vài cái công việc nó bị trì trệ hoặc là một vài những cái người mà làm việc cùng với em họ bị stress theo em luôn. Và họ cảm thấy những cái điều em làm nó bị vô lý. Khi mà cái điều mình thích nhất và cái điều mình không thích nhất nó lại cùng là một điểm. Thì tôi nghĩ rằng là bạn biết cách giải quyết. Cái cách giải quyết của em ở cái mấu chốt này là em những cái gì mà em nghĩ rằng nếu mà em nhúng tay vô mà nó sẽ càng rắc rối hơn thì em sẽ để cho người khác làm. Được, cái suy nghĩ rất hay. Đúng rồi. Chỉ riêng trong câu trả lời này chúng ta thấy Trúc Nhân là người rất là lý trí.
bản thân biết được là mình nên như thế nào. Dạ. Nhưng tôi chắc với quý vị là nếu mà quý vị nghe nhạc của Trúc Dân, xem các sản phẩm của Trúc Dân thì sẽ thấy là cái lý trí này nó chỉ sử dụng ở riêng ngoài ở đâu đó thôi. Còn ở trong công việc thì bạn này cực kỳ nhiều cảm xúc. Dạ. Và nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chính thức của chương trình, đó chính là Mật Mã Trúc Dân. Xin mời quý vị. Thông điệp âm nhạc. Thông điệp âm nhạc. Tại sao lại là từ khóa này thưa quý vị? Là bởi vì chắc quý vị cũng nhận ra là một trong những bài hát rất là nổi tiếng của Trúc Dân mà lúc nãy bạn cũng đã tự nhận là một trong những sản phẩm thành công của mình, đó chính là Thật Bất Ngờ. Dạ. Và cũng thật bất ngờ, đây là một trong những MV và ca khúc được rất là đón nhận từ rất là nhiều khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau. Tại sao thưa quý vị? Là bởi vì ngoài cái chuyện giọng hát ra, ngoài cái chuyện sáng tác một ca khúc hay ra, thì nhạc sĩ và ca sĩ của tác phẩm này đã mang đến một thông điệp xã hội rất rõ nét. Và đây cũng là, hình như cũng là một trong những tác phẩm đã mang lại rất là nhiều giải thưởng cho nhạc sĩ cũng như là cho Trúc Dân. Đúng không? Quay trở lại cái điểm đầu tiên khi mà bạn bước ra, khi mà bạn mới bước ra công chúng, bạn sở hữu một chất giọng đặc biệt. Và ngay lập tức người ta thấy đây là một cậu rất là hay ho. Nhưng mà bạn không có lợi dụng cái thành công của bạn ngay lúc đó để bạn, người ta gọi là bung xõa nhiệt liệt á. Hầu như tất cả các bạn ra khỏi cuộc thi là làm tới bến luôn. Để cho nó đã nư. Cũng đồng thời là lợi dụng cái danh tiếng có sẵn để mà tiến tới. Bạn lại không làm điều đó. Lúc đó tại sao bạn lại không làm điều đó? Thứ nhất là cái điều mà em nghĩ là quan trọng nhất á, đó là vì cái điều kiện kinh tế. Có thể rằng là mọi người khi mà nói chuyện ở trên talk show hoặc là xuất hiện ở trước công chúng á, mọi người hay có những cái câu chữ để mà đặt để cho nó giảm nhẹ, nó giảm bớt. Cho nên đó chính là lý do vì sao em rất ít khi nào em nhận talk show, tại vì em không làm điều đó được. Khoảng thời gian khi mà em bước ra khỏi cuộc thi á, em cảm thấy mình rất là bị stress, em thấy mình mất phương hướng tột độ luôn anh. Tại vì cái kiểu là mình không hề có một tí kinh nghiệm gì hết. Mình phải loay hoay với một cái kinh nghiệm từ là một cái đứa thí sinh bước ra ngoài cái đời thực. Cho nên là cái kinh nghiệm đó nó rất là ít ỏi, và kiểu là em thấy mình bị chơi với giữa cái thế giới này anh. Mà em còn sống xa gia đình nữa. Cho nên là khoảng thời gian đó em đã cảm thấy rất là buồn và cảm thấy vô định anh. Bây giờ mình phải quay lại với công việc thiết kế đồ họa. Hay là mình phải yêu nghề tiếp tục? Mà nếu mình yêu nghề tiếp tục thì mình phải làm gì để mình nuôi nghề và mình duy trì cái tên tuổi của mình đây? Em cần thời gian và em cần cái nguồn vốn để mà em đầu tư vào cái chuyện đó. Thì làm sao để có vốn? Cày. Mà cày một khoảng thời gian ngắn chưa đủ thì mình phải cày dài. Đó thì từ từ em xây từ cái nhỏ nó lên cái bớt nhỏ dần rồi nó lên từ từ. Thì em nghĩ cái sự kiên nhẫn và những cái vấp ngã và những cái đau đớn khó khăn nó đã làm cho em có được cái ngày hôm nay. Nên em rất là trân trọng cái khoảng thời gian khi mà mình bắt đầu lại từ con số 0 như vậy. Khi mà bạn bước chân vô âm nhạc bằng một cuộc thi thì trước đó bạn đã chuẩn bị cho cái tình yêu cũng như là cái ước mơ trở thành ca sĩ của mình bằng cái việc đầu tư vào việc học âm nhạc một cách tử tế chưa? Hay là mọi thứ là tự học hết? Hơi mắc cười anh ha. Đến bây giờ mọi thứ vẫn là bản năng của em. Những cái tác phẩm của mình nó có những thông điệp rất là rõ ràng. Thì đó là bạn định hướng như vậy hay là bạn vô tình, bạn như là vô tình lầm được bí kíp? Em nghĩ cái này là may mắn anh. Tại vì từ trước đến giờ khi mà em chọn một cái bài hát nào đó, bất kỳ một cái sản phẩm âm nhạc nào, em cũng phải suy nghĩ tới cái ý nghĩa của cái bài trước. Và sau đó thì em mới nhìn tới cái phần lời. Tất cả những cái bài hát của em, thông điệp nó rất là rõ ràng. Tại vì những cái bài hát mà không có thông điệp nó không có hấp dẫn em được. Em nghĩ cái đó là cái may mắn mà khi em sinh ra em đã có được cái cảm nhận đó rồi. Và chính vì cái thông điệp rõ ràng, ngôn từ có cái hình ảnh và cái tính văn học cao, cho nên âm nhạc của em nó cứ hơi musical một tí anh. Đúng rồi. Đó thì nó mặc định nó tạo cho em một cái dòng âm nhạc riêng như vậy luôn. Còn nhớ về MV thì đấy cũng là một cái MV rất là khác biệt. Dạ. Và lần đầu tiên người ta thấy một cái câu chuyện được kể, nhưng mà không phải là một câu chuyện tình kiểu drama, không phải là một câu chuyện kiểu cô dâu 18 tuổi, mà là một cái câu chuyện mà trong cái cuộc sống ai cũng gặp, ai cũng thấy, thậm chí là thấy chính mình ở trong đó. Thì khi mà làm cái MV đó thì cái phần đóng góp về mặt ý tưởng của bạn là bao nhiêu phần trăm? Em viết kịch bản mà. Thì cái bạn kia kìa, cái bạn đạo diễn á, bạn có tác động vô cái kịch bản của mình không? Dạ không anh. Toàn bộ là của bạn hết? Toàn bộ là của em. Cái chuyện mà cái góc máy nó set thế nào, thế này thế kia thì nó nằm ngoài cái khả năng của em rồi. Cho nên là bây giờ, anh ơi, bây giờ ý tưởng của em là như vậy. Cái kịch bản của em là như vậy và nội dung nhân vật nó là như vậy. Anh, ứng như kia là DOP, Nhu Đặng là đạo diễn. Bây giờ hai anh
giúp em biến những cái này nó lên thành cái hình ảnh thật sự và cái góc nào là nó đẹp nhất. Còn cái nội dung thì em vẫn là người quyết định. Wow. Thật ra cái nội dung đó mới chính là cái ăn tiền đó. Tại vì ai ở trong nghề cũng sẽ biết đây Tùng không có đặt thấp cái vị trí của đạo diễn và DOP đâu nha. Chỉ cơ bản rằng là nếu như không có một kịch bản chắc tay thì người đạo diễn và đạo diễn hình ảnh cũng sẽ không có chất liệu để mà xây dựng nên một cái MV rất đặc biệt như vậy. Cùng với thật bất ngờ thì người ta quay trở lại, người ta lại chú ý kỹ hơn là bạn này hình như không chỉ có một giọng hát hay mà có một cái tư duy rất là đặc biệt. Và cái tư duy đặc biệt này đôi khi nó cũng khiến cho mọi người nói rằng bạn quái dị và thậm chí là hơi tự cao, tổn thương quá, hơi ngạo mạn. Bạn có bao giờ nghe trực tiếp người ta nói bạn như vậy chưa? Dạ em cũng đã từng có nghe rồi, nhưng mà họ nói với là một cái sự đùa giỡn và họ thích thú với lại cái điều đó. Còn cái chuyện mà tự cao hoặc là chảnh rồi này kia thì em nghĩ là bất kỳ một người nghệ sĩ nào cũng nghe chứ không phải riêng gì một mình em hết, cho nên em không thấy làm lạ với cái chuyện đó. Mình sẽ nói về những cái con người khác xung quanh bạn đi. Tôi sẽ nhắc tới Tùng Dương là bởi vì rất là nhiều người khi mà trò chuyện với tôi về bạn thì sẽ nói rằng là ở đâu đó nhìn bạn rất là giống Tùng Dương. Bạn có thấy mình giống Tùng Dương không? Không, em thấy em đẹp hơn ảnh nhiều. Tùng Dương, tôi không hề có ý đó ở đây nha. Anh Dương, em đẹp hơn anh nhiều. Em có ý đó ở đây đó anh. Cũng có một lần em hát với anh Tùng Dương ở cái đêm nhạc Mùa Thu Cho Em ở ngoài Hà Nội. Thì ngay lúc gặp nhau thôi, sao cứ mọi người cứ bảo anh với mày giống nhau, sao chả giống gì cả. Thế kêu em cũng thấy vậy mà. Thật ra thì bề ngoài đương nhiên là không giống rồi. Nhưng mà cái thứ nhất là cái tư duy âm nhạc. Thứ hai là cái phương pháp để xử lý ca khúc. Thì hai người có nét tương đồng chứ không phải là giống. Có nghĩa là đẩy tới cùng á, đẩy tới cùng cái tính cách âm nhạc của mình. Cái cảm nhận của em khi mà gặp anh Dương ở ngoài á, anh rất là vui tính. Và mỗi khi mà anh Dương hát á, anh hết mình lắm anh. Em cũng có cái sự hết mình trong đó, nhưng mà em lại bị hơi dè chừng anh. Có nghĩa là cái điên của em là cái điên có tính toán. Và em nghĩ anh Dương cũng có điều đó. Nhưng mà âm nhạc của anh Dương có một số bài không cần những điều đó. Theo cảm nhận của em là như vậy. Tại vì trước khi mà em phát hiện ra bản thân em có thể hát được những cái dòng nhạc sôi động như thế này, thì ở trong trường em cũng có hát những cái dân ca đương đại đồ này kia. Công nhận luôn anh, em không quan tâm gì ở dưới luôn. Em chỉ cần biết mình phải hát cho thật tốt và mình phải điên hết mình vì cái bài này. Thì em nghĩ là cái dòng nhạc nó cũng một phần nó control và nó tác động vào một trong vài những cái tiết mục biểu diễn của người ta. Chúng ta sẽ cùng nói đến nhân vật thứ hai. Mỗi lần mà mọi người trong những cuộc trà dư tử hậu mà nhắc tới Trúc Nhân sẽ nhớ tới nhạc sĩ Mew Amazing Lê Đức Hùng. Nếu như mà để nói về một điều tốt nhất và một điều xấu nhất của người này thì em nói về cái gì? Điều tốt nhất của anh Mew đó là cái niềm tin anh Mew gầy dựng cho em. Tại vì từ cái lúc mà em lên Sài Gòn em đi học, cái lúc mà em chưa đi hát ở những quán cà phê acoustic, là nhạc sĩ Mew Amazing và em đã chơi cùng nhau rồi. Hai anh em đã nói với nhau rất nhiều về âm nhạc. Và hai anh em cũng có một lần, lúc đó em cũng là sinh viên luôn, ê, tao có cái vé đi coi bài hát Việt nè, mày đi không? Kêu đi. Xong rồi coi cái hai anh em ngồi ở dưới ước ao, trời không biết chừng nào hả mình được lên chương trình này anh ha, rồi này kia cái kiểu. Xong rốt cuộc là tất cả mọi diễn biến xảy ra, bài hát của năm, bài hát của tháng, ca sĩ thể hiện này kia em ôm hết. Thì tất cả nó xảy ra giống như trong giấc mơ vậy anh. Mình nói được cái điều tốt nhất rồi. Vì mình nói cái điều xấu nhất của anh là gì? Theo cảm nhận cá nhân của em nha, là Mew là một người rất là cảm tính. Em nghĩ nghệ sĩ khi mà có cái cảm tính anh, người ta dễ kiếm được cái chủ đề này, cái chủ đề kia để mà mình có thể làm nghệ thuật, mình viết lên cái bài này, cái bài kia. Nhưng mà đôi khi cái cảm tính đó của Mew làm cho em cũng cảm thấy rất là bực bội. Cho nên là em nghĩ là chưa hẳn là cái xấu của người ta mà mình cả thấy á, người ta đã thấy cái đó là cái xấu. Cho nên là đối với riêng bản thân em hay anh gì cũng vậy, mình luôn có những cái xấu, có những cái tốt. Nhưng mà em nghĩ là những cái xấu hay những cái tốt gì nó cũng sẽ có một cái tác động đến cái cuộc sống của mình để làm cho mình trưởng thành hơn. Nếu mình nói cái này em không biết có bị chủ quan quá hay là không. Mà em là một trong những người có thể hát và hiểu âm nhạc của Mew Amazing nhất trên thế giới này. Wow, một cái câu khẳng định rất là chắc nịch. Tôi nghĩ rằng là bạn có quyền cực đoan trong chuyện đó, bởi vì là khán giả, tôi cảm nhận được điều đó. Tôi cảm nhận đúng như điều bạn nói. Bây giờ sẽ là nhân vật thứ ba, đó là chị Thu Minh.
Tại sao nhắc lên chị Thu Minh ở đây? Chùm cuối anh để cuối cùng hả? Đúng rồi, chùm cuối. Đây chính là điểm chung của chúng ta. Tôi rất yêu quý chị Thu Minh. Thì đối với chị Thu Minh, tôi thấy là bạn nhắc đến bằng tất cả tình cảm, và thậm chí là tôi thấy là bạn xem chị như là một người trong nhà của mình rồi. Dạ. Ừ, hãy kể cho khán giả nghe về hai người. Thì cái chuyện mà gặp gỡ chị Minh á là một trong những cái cuộc gặp định mệnh và một trong những cái điều mà tuyệt vời nhất ở trong cuộc sống của em. Suốt một cái khoảng thời gian mà chị Minh dạy em á, ngay từ cái lần đầu tiên gặp em thôi, em không biết sao tự nhiên người phụ nữ này cổ có thiện cảm gì với mình á anh. Tự nhiên tất cả các bạn thí sinh bước lên trên phòng thu của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, không quát ai hết, quát mình em. Lại đây ngồi với chị. Hai chị em không có nói chuyện nhiều với nhau, không hề nói chuyện nhiều với nhau luôn á anh. Nhưng mà cứ mỗi lần gặp nhau là tự nhiên em với chị Minh cứ cảm nhận được ở nhau có một cái sợi dây đồng cảm gì đó. Và tất cả những thứ, những cái, những lúc và những điều chị Minh cần, em luôn cố gắng sắp xếp để em làm được những cái việc đó. Và em làm với một cái sự nhiệt huyết và nhiệt tình giống như là những cái của em luôn vậy đó. Thì em nghĩ là mọi thứ nó diễn ra rất tự nhiên, chứ cũng không có một cái lý do hay là một cái sự cố gắng gì để mà chị em có thể thương nhau đến như vậy. Và tôi tin là chị Minh cũng luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn. Bất cứ điều gì bạn cần. Đúng rồi anh. Và tại sao tôi có thể khẳng định ngay điều này là bởi vì hy vọng là chị Thu Minh đang xem ở đoạn này. Em cũng là một người chưa bao giờ nhờ chị mà chị không làm. Em rất cảm ơn chị Thu Minh. Cái tác phẩm gần nhất tôi xem của bạn đó là Lớn Rồi Còn Khóc Nhè. Thì tại vì khi mà bấm vô á là tôi đã tự dặn rồi là thằng này nó ghê lắm, nó hay bày trò trong MV lắm, cho nên là coi phải coi tỉnh táo nha. Nhưng mà cô không tỉnh táo được. Cái khúc cuối là rất là xúc động. Thì hãy nói về cái tác phẩm này cho chúng tôi cùng nghe đi. Khi mà em gặp nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, khi em có dịp em làm việc với anh Phong hơn á, thì em mới thấy là cái người này viết về những cái chủ đề rất là bình dị, rất là bình thường, nhưng luôn biến tất cả những thứ đó thành phi thường. Cho nên là em luôn trông đợi vào tất cả những cái tác phẩm của ảnh. Em rất là vinh hạnh khi cái bài Về Mẹ nó thuộc về em. Anh có biết ngày hôm đó là em thu âm những cái ca khúc mới trong album của em. Thì sau khi mà em qua phòng thu, anh Phong vừa trong phòng thu bước ra mà nhìn có vẻ cũng hơi mệt mỏi. Làm bài xong cho cậu rồi, thu âm xong bài mới đi, rồi xong mới kêu nhân viên bật cho nghe, đừng nghe trước khi thu bài mới. Cái em kiểu gì ghê vậy, anh cho em nghe luôn đi. Em kêu em nghe anh đi. Thì tất cả những khoảng thời gian mà em làm album á đều có ghi hình để làm phim tài liệu. Thì cái khoảnh khắc đó em sẽ không bao giờ quên được. Em ngồi trong một cái ghế làm việc mà nó hơi bự, mà cái ghế xoay anh. Em ngồi lọt thỏm trong đó, em co hai chân lên, em ôm lại vậy. Em nghe xong anh, em lúc đó vậy nè: anh Phong ơi, anh Phong ơi, anh Phong. Em cứ ngồi em làm vậy hoài luôn anh. Tại vì em cái cảm giác nó khó chịu lắm anh. Nó vừa lâng lâng, nó vừa hạnh phúc, nó vừa buồn, nó vừa xúc động, mà nó vừa thương mẹ, mà nó vừa trách bản thân mình. Nó đủ thứ nó cộng lại hết trơn á. Và em rất là bối rối, em không biết phải làm gì trước cái tác phẩm này luôn. Và sau đó khi mà em thu âm bài hát này, em đã bỏ về mấy lần. Tại vì cái khi mà mình khóc anh là ảnh hưởng tới giọng hát. Và đến cái lần cuối cùng mà em phải hát, em đặt một cái tinh thần khác vô, tươi mới lên nhân, trẻ trung dễ thương lên, tất cả nó phải ngây thơ lên, nó phải trong trẻo lên. Thì khi người ta nghe, người ta mới dễ cảm nhận. Đúng rồi. Tôi rất là muốn hỏi Trúc Nhân là với những gì mà bạn đã có, thì cái điều trăn trở nhất của bạn hiện nay cho âm nhạc là gì? Em muốn âm nhạc của em nó được public rộng hơn. Em muốn nó được khắc họa một cách rõ nét hơn nữa. Em muốn mọi người thấy được cái sức mạnh của âm nhạc, mà nó có cái tính văn học trong đó, nó có cái musical trong đó, và nó có những cái mới lạ ở trong đó. Bạn muốn là nhiều người biết đến nhạc của bạn hơn, nghĩa là bạn muốn chinh phục thêm những cái đối tượng mới nữa hay sao? Bởi vì tôi thấy là riêng về đối tượng trẻ là họ rất là công nhận bạn rồi. Dạ. Em muốn chinh phục những đối tượng từ trước đến giờ chưa nghe nhạc của em. Vậy thì bây giờ nếu mà bạn được lựa chọn nha, dạ, giữa việc chiều tai nghe của khán giả với việc thể hiện bản thân mình và định hướng khán giả, thì bạn chọn cái nào?
em chọn cái thứ hai anh nói. Là cái định hướng là cái này ít khán giả hơn rất nhiều nha. Dạ, nhưng mà trước nha. Nhưng mà 7 năm qua rồi em đã đi theo con đường đó. Mà em không biết làm sao á, cứ đồ nhạc kén người nghe mà cái nào cũng mấy chục triệu lượt xem á. Thấy chưa, anh nghe cái câu này thấy chỉnh chạy ghê chưa. Nhưng mà một cái điều rất là đáng khích lệ phải không ạ? Xin mọi người vỗ tay cho Trúc Nhân ạ. Ngay bây giờ sẽ đến phần mật mã giải trí thưa quý vị. Yay. À, phần này rất là đơn giản, đó là anh hỏi em trả lời. Dạ. Nhưng mà Trúc Nhân sẽ trả lời bằng âm nhạc, rất là dễ. Câu số 1, ca khúc về một mùa ai cũng muốn có ở Sài Gòn. Ngày dài mưa phùn, nắng gió tiêu điều, quanh đây đâu đâu mây lặng bay, ngoài trời khung cửa trắng xóa lối đi, xa xa một nhánh cây tàn khô. Câu hỏi số 2, một nỗi buồn thật đẹp khi yêu. Người ta đâu có yêu mình có thương gì mình, người ta đâu có yêu mình thương gì mình đâu. Câu số 3, ca khúc có màu sắc nhạc kịch nhiều nhất của Trúc Nhân. Bác làm vườn và con chim sâu, bác làm vườn và con chim sâu, con chim sâu, con chim sâu, bác làm vườn hỏi con chim sâu về màu xanh lơ trên đầu. Bình yên không ở dưới đất, buồn không vui thì chết mất, xấu đi đâu bao điều thật thà, vì lòng mình còn nhiều hoang mang, lòng người còn nhiều tham lam. Rồi câu số 4, tình trạng tình cảm hiện tại của Trúc Nhân. Tình trạng tình cảm hiện tại hả? Ừ. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Ngày tháng mới yêu. À giờ đã đang mới yêu. Mới yêu. Người ta mới yêu. Trời ơi. Câu số 5, ca khúc mô tả ngành học thời đại học của Trúc Dân. Vẽ lên trời cao rộng, cơn gió lộng, nâng nhẹ tôi bay cao. Đúng rồi, đó là bài vẽ đúng không ạ? Dạ. Câu số 6, ca khúc dùng để học tiếng Việt của Trúc Nhân. Là sao anh? Thì giờ mình học tiếng Việt thì mình học làm sao? Ta học tiếng Việt là học những cái từ rất đơn giản. Rồi ta nhắc tới đó luôn mà cũng không ra nữa. Một cái bài hát nó liên quan tới một cái chữ. Bốn chữ lắm. Ừ, hát đi. Yêu lắm, thương lắm, xa lắm, đau lắm. Câu số 7, một loài cây ai cũng muốn có. À, một loài cây ai cái này là bài của em. Bài của em luôn. Cỏ bốn lá em cầm trên tay, cỏ bốn lá mang nhiều điều may, nhờ gió mang đến đây áng mây phép màu, để ước mơ đâu chỉ là mơ. Đúng tay. Không, cái này thì mình phải binh người ra đề, người ta ra đề đúng nha. Dạ. Ai cũng muốn có cái cỏ này hết. Bây giờ là câu cuối cùng là phải hát dài nha. Hát dài ha. Hát dài đó. Dạ. Hát một đoạn dài luôn. Đó là lời bạn muốn nhắn cho mẹ của mình. Ồ. Trong cái bài này á, thật ra cái khổ bài mà em thích nhất là cái khổ chính giữa. Ừ. Rồi tôi sơ sát đi nhiều khi mới quen người yêu, thời tôi mới biết đi làm, em cứ hay cảm giảm, người yêu nói tôi nghe, tuy lời hơi khó nghe, em nói hay hơn lời của mẹ. Thấm thoát lại thấy tôi chẳng thiếu điều chi, lắm lúc lại thấy tôi chẳng có gì. Phải chăng lớn khôn hơn hay càng ngu ngốc hơn, tôi muốn nghe thêm lời của mẹ. Tôi ôm đàn và hát đi xa cùng bè bạn, ước mơ còn là vòng quanh thế gian. Tôi vô tình là thế hay quên gọi về mẹ, ước mơ của mẹ là thấy con về. Ước mơ của mẹ là thấy con về. Tất cả những đứa con đều rất thích câu này. Và kính thưa quý vị, với câu hát cuối cùng, bài hát cuối cùng cũng như là câu hỏi cuối cùng trong phần mật mã giải trí, đó không chỉ là lời nhắn của mình Trúc Nhân dành cho mẹ của Trúc Nhân, mà tôi tin rằng nó là lời nhắn của tất cả những đứa con, những người mẹ có tình yêu thương với nhau. Đừng bao giờ tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Bởi vì bất cứ lúc nào về với mẹ mình cũng sẽ là người được nhất. Đúng không?
lắm lúc lại thấy tôi chẳng thiếu điều chi, có lúc lại thấy tôi chẳng có gì. Thế nên nó rất đúng cho em ở những cái khoảng thời gian trước. Đúng rồi. Dạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một trong những cái phần mang thông điệp xã hội của chương trình dành cho Trúc Nhân, đó dạ. chính là We Do. Xin mời quý vị. Và chủ đề dành cho Trúc Nhân là quá vội khi tham gia giao thông. Thật ra thì chủ đề giao thông đã từng được nhắc trong chương trình này rồi. Nhưng mà hôm nay chúng tôi chia một nhánh nhỏ hơn để nhờ Trúc Nhân cùng chia sẻ. Quá vội khi tham gia giao thông là gì thưa quý vị? Đó chính là chúng ta thấy hình như trên đường không ai nhường ai hết. Đúng rồi. Xe máy không nhường xe hơi không nhường xe máy. Và tất cả những làn xe hình như được vẽ ra như là cho có. Đúng rồi. Ngay cả cái làn dừng xe cũng không có tác động trong cái việc dừng xe. Nói chung là tôi thấy giao thông rất là hỗn loạn, chẳng qua vì mọi người rất vội. Khi mà nhìn thấy cụm từ này thì Trúc Nhân nghĩ gì ạ? Em thấy là tất cả mọi người ở ngoài đường bây giờ là dùng đúng từ là hỗn loạn luôn anh. Thậm chí là mình ngừng đèn đỏ mình cũng bị bấm còi, né ra cho tôi vượt đèn đỏ coi. Thậm chí là đến mức độ như vậy luôn anh. Cho nên là mỗi lần mà tối khi mà em làm việc căng thẳng á, mình muốn xách xe máy mình đi lòng vòng xung quanh để mình xả stress anh. Bị hiệu ứng ngược không à? Em ra đường xong em về nhà bị stress hơn. Bị stress hơn đúng không? Tại em không hiểu sao mà một cái đường đi một chiều như thế này đang kẹt xe mà vẫn có một cái nhân tố đi ngược chiều lại. Em không hiểu nổi luôn anh. Tôi vẫn luôn luôn tự hỏi là tại sao chúng ta làm được rất nhiều điều lớn lao mà cả thế giới phải nghiêng mình. Nhưng cái điều nhỏ bé này chúng ta không làm được, đó là có một cái đời sống giao thông nó đàng hoàng hơn. Khi mà Trúc Nhân tham gia giao thông có bao giờ bạn bị quá vội vàng vì một cái chuyện gì đó không? Ví dụ như là trễ giờ đi họp, đi quay hình rồi này kia. Đương nhiên là có nha anh. Rồi ví dụ như sao? Em đi diễn trễ thì em sẽ đi bằng xe máy. Nhưng chắc chắn em vẫn đội mũ bảo hiểm. Có nghĩa là đội mũ bảo hiểm rồi tới rồi lấy gel rồi này kia vuốt tóc lên lại. Ngày hôm nay tôi nói ra cái chủ đề này tôi biết rằng là rất là nhiều người đang theo dõi truyền hình đó là biết rồi khổ lắm nó mãi. Đúng rồi đó. Nhưng mà biết rồi khổ lắm nó mãi sao vẫn cứ làm. Quá vội khi tham gia giao thông là từ tôi muốn dành nhiều nhất, không phải với những anh bạn đi xe máy bình thường, những cô gái ninja lead, mà tôi đang rất là muốn nói tới xe buýt ở Việt Nam. Hung thần đó anh. Hung quá thần sợ. Xa lộ luôn á. Mình cảm thấy là mình sợ mà mình sợ phát khóc luôn. Nghĩa là mình không thể nào tin rằng là có một cái thứ, một cái chiếc xe chuyên chở bình dị, thông dụng trong một cuộc sống hòa bình mà nó muốn tước đoạt mạng sống của ai bất cứ lúc nào cũng được bằng xe buýt. Ngoài xe buýt đi ẩu ra thì có một cái chiếc xe khổng lồ khác, đó là xe hàng. Vào những cái giờ đặc biệt của xe hàng vào thành phố, họ đi rất ẩu. Container hả? Đúng rồi. Tại vì họ cũng rất là vội đó, mà họ chỉ có một cái khung giờ thôi. Thành ra họ cũng rất là vội, đặc biệt vào buổi tối. Họ nghĩ rằng là đường phố vắng thì họ sẽ phóng rất là nhanh. Ngày hôm nay chúng ta đưa ra cái vấn đề này để chúng ta nói một cái điều mà rất là bất lực nhưng vẫn phải nói là đừng vội nữa quý vị ơi. Thật ra ai cũng vội hết. Thời gian của chúng ta như nhau, 24 tiếng một ngày. Đừng có quá vội, bởi vì khi mình quá vội á, là đầu tiên là mình gây ảnh hưởng nguy hiểm lên cái mạng sống của mình trước. Đúng. Sau đó tự nhiên một cái con người vô tội, một gia đình vô tội hoặc nhiều gia đình vô tội sẽ bị chúng ta làm khổ, rất khổ, đúng không ạ? Mà cái nỗi khổ của tai nạn giao thông thì kinh khủng lắm. Rất kinh khủng. Và ngày hôm nay thì cùng với Trúc Nhân, kể cả tôi đã từ lâu lắm rồi, khi mà đẻ ra trào lưu We Do, tôi không có tự nói bao giờ hết. Nhưng mà hôm nay tôi và Trúc Nhân cùng nói, bởi vì tôi rất là muốn tên tôi được gắn vào cái việc cùng nhau làm tốt hơn cái câu chuyện này ở Việt Nam. Tôi là Trúc Nhân. Tôi có rất nhiều suy nghĩ về giao thông của Việt Nam nước ta hiện nay. Ai cũng có cái quỹ thời gian bằng nhau, và thời gian của ai cũng đáng quý như nhau, nên chúng ta phải biết sắp xếp. Và quan trọng hơn hết, đừng quá vội khi tham gia giao thông. Cảm ơn Trúc Nhân rất là nhiều. Tôi Tùng Leo, người dẫn chương trình của Studio H9 Hẹn Cuối Tuần, cha đẻ của trào lưu We Do, rất mong mọi người cùng nhau suy nghĩ thật kỹ. Sự vội vàng của chúng ta có thể tước đoạt rất nhiều mạng sống xung quanh. Hãy trở thành một người lái xe có con tim. Thưa quý vị, một cuộc trò chuyện rất là cởi mở và chân tình để giúp chúng ta nhìn ra rõ nét hơn về gương mặt của một nghệ sĩ mà tôi tin là rất nhiều người mong chờ những sản phẩm tiếp theo của anh. Hy vọng là quý vị cũng đã hiểu rõ hơn về anh chàng Trúc Nhân này. Còn bây giờ xin được phép cảm ơn quý vị và gửi lời chào tạm biệt.
Con nghe. Chưa ngủ nữa hả? Ê, chỉ mẹ tạo Facebook đi con. Con đang bận lắm, cúp nha. Ngày thơ bé có cành đồng chưa nắng bên bờ sông. Thời tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười. Lời mẹ nói không nghe, cho rằng luôn khắt khe. Mẹ nói con trai đừng khóc nhẹ. Ngu ngơ chạy theo đám bạn tôi đàn ca. Ích thế mà khiếu văn nghệ nhất nhà. Bạn bè cố bao che, câu nào cũng dễ nghe. Non nói hay hơn lời của mẹ. Mà quá nhiều những vai diễn xuất sắc phải không thưa quý vị? Không có, em nói dở. Em sinh năm 91. Cái nào cũng là chữ ế ế ế, cái día vô chữ ế luôn. Có phải là bởi vì là cô đã làm cho mọi người sợ hãi cô vì gà không? Cái công ty của tôi ngoài việc bán khô gà còn có lạp xưởng tươi. Ba tê của ba tôi làm. Và bây giờ là có du nhập thêm cá khô. Nếu mà cái số này phát sóng thì mình cũng nên tặng khô gà ngược lại cho chương trình đó. Ủa mày tưởng tao quảng cáo chứ không cho mày hả? Xin cho hỏi đài truyền hình là một giây quảng cáo bao nhiêu tiền ạ?